ngày xưa tình hay hờn dỗi nên người mỗi nơi xa rồi vẫn vương tầm. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube như Facebook của LB Audio, và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một cái con Aiwa. Thì đây là một cái bản nâng cấp của FD55. Thì em này nhìn nó sang trọng và đẳng cấp hơn rất là nhiều. Như đây chúng ta thấy nè, thì nó có một cái phần hai lại ngay chỗ này. Thì toàn bộ tất cả những cái phím bấm như dùng cho cái việc ghi âm nó sẽ nằm ở phần dưới này. Cũng giống như cái con FD55 thì chúng ta có một cái đèn vu, và đây là một cái điểm đặc trưng cũng như là chỉ có hai model này có trên thị trường này. Và em nó cũng sử dụng đa phương tiện, tức là em nó sử dụng được CD, MD và băng cassette nằm ở phía trên như chúng đã thấy. Đây, em quay lại gần tất cả anh em ha. Về cái phần giao diện của em này thì nhìn thấy nó rất là đẹp. Nó phối với toàn bộ tất cả những cái tông pastel rất là sang trọng, và cùng với một cái loa màu đậm chất như đây thì nó cái sự vinh tạc và cổ điển nó được thể hiện nó rõ ràng hơn. Ngay trên đây chúng ta thấy có phần băng cassette nằm ở trên nè. Chúng ta đóng lại đây. Về phía đèn hồ vu thì nó tinh tế hơn. Thì nó hiện tại cái con đèn vu này nó không thay đổi được màu, nhưng mà nó có một cái chế độ. Đây là chúng ta chế độ thân thiện với người dùng là chúng ta tắt đi cái phần này. Thì giống như những cái đấy, chúng ta có một cái nút mo nằm ngay chỗ này. Thì nút mo này dùng để có thể chỉnh được bass chép, equalizer, sprout, rub, rồi sité, bass. Rồi đây em bấm cho đến cái phần dinner thì chúng ta sẽ đây chúng ta bấm bằng cái enter nằm đây. Rồi chúng ta ngay phần dưới này chúng ta có một cái con lăn. Để chúng ta lăn là thấy không, thì nó sẽ tắt đèn, và chúng ta đợi cái dimmer 1 là đợi cái phần đèn này luôn. Cái đèn này cũng dễ chịu, nó không phải sáng rực lên khiến chúng ta nó gây ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của chúng ta. Còn về cái phần loa của em này, công suất của nó là công suất này, em này đợi tổng công suất này cũng phải là 65W, tức là cái âm suất amply 65W, thì em này cũng phải tổng công suất dàn cũng phải gần cả 100W ha. Ngay chúng đây chúng ta có một cái chế độ e-bass nằm đây. Đây là một cái điểm thay đổi khác biệt của những cái dòng cao cấp hơn. Nó là MG3DVD, và em này là chơi được DVD nha các anh em. Vì thế cái cổng đằng sau của nó có một cái video call out nè, một cái video out, hai cái cổng video out nằm như thế này. Và thậm chí nó có luôn một cái cổng component là dùng để kết nối với tất cả cái máy tính. Và nếu mà anh em nào chơi được sub thì có thể gắn thêm cái cổng này, và hai cái cổng này là cổng AUX. Về phần chất âm này quá hay, em nói thiệt, cực kỳ hay luôn, rất là hay. Đây là một cái bản nâng cấp cực kỳ đáng giá của con FD55, và trên thị trường này chỉ có hai dòng là có cái đèn vu thôi, rất là đẹp. Bây giờ em sẽ test hết toàn bộ lại cho mọi thứ. Hồi nãy là anh em đã nghe cái phần CD rồi, thì bây giờ em sẽ cho anh em nghe cái MD và phần băng cassette. Tôi biết tôi
Clip test cái con Aiwa có model là MC3DVD, thì đây là một cái trong những chiếc dàn âm thanh em rất là thích và thậm chí là cực kỳ thích luôn. Thì tại vì đây là một cái bản cực kỳ đắt giá, bản nâng cấp cực kỳ đắt giá ha. Bổ sung DVD nè, MD và phần băng cassette và thậm chí cái đàn vu nó được một cách tinh tế hơn và cái phần dàn đứng của nó cũng sẽ to hơn với công suất lớn hơn để đáp ứng cái tất cả cái nhu cầu về âm thanh ở những cái phòng khách của tất cả các anh em chơi. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Dịch bệnh, tình hình căng thẳng, em cũng mong các bác giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể vượt qua cơn đại dịch này. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.